Chị em nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một hộp hoặc hai hộp kèm số điện thoại là chị em có đơn mọi người nhé. Hôm nay bên em có chương trình tri ân và ưu đãi rất là lớn dành tặng cho những chị em nào mà chia sẻ livestream và để lại số điện thoại ngay trực tiếp tại livestream hôm nay này. Đấy, trên tay em đang cầm đây là serum 7 Dayolix của bên em. Đây là sản phẩm là huyết thanh truyền trắng kích trắng da sau 7 ngày. Trị thâm nám tàn nhang này, xe kít lỗ chân lông đều màu da. Đấy, và trị các nếp nhăn trên da cực kỳ là tốt luôn. Và hôm nay chị em nào mua một hộp serum 7 Dayolix sẽ được tặng kèm theo một hộp nữa với giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ có 150.000 một hộp và tặng thêm một hộp nữa thôi, ship toàn quốc là 30.000. Còn chị em nào mua hai hộp serum, bên em tặng kèm theo cho các chị hai hộp nữa là 4 hộp. Đấy, mua 4 hộp như thế này với giá 300.000, các chị em được miễn phí ship vận chuyển toàn quốc luôn. Chị em nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại cho em là 4 hộp hoặc 2 hộp kèm số điện thoại là được lên đơn. 2 hộp với giá chỉ có 150.000, ship toàn quốc là 30.000. 4 hộp với giá chỉ có 300.000, miễn phí ship vận chuyển toàn quốc. Bên em chỉ tri ân ưu đãi duy nhất trong 2 ngày. Chị em nào nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại thì còn, chậm tay là hết luôn chị em nhé. Đấy, đặt hàng để lại số điện thoại cho em là 1 hộp hoặc 2 hộp kèm số điện thoại là được lên đơn. Và khi nhận hàng này, các chị em được kiểm tra hàng thoải mái cho em này, xem có đầy đủ tem mác này, mã vạch chính hãng hay không mọi người nhé. Đây ạ, mã vạch đây ạ. Và bây giờ em sẽ quét mã vạch cho chị em để xem sản phẩm có chính hãng hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần mềm quét mã vạch là phần mềm iCheck như này ạ. Đấy, chúng ta sẽ soi trực tiếp vào cái mã vạch ở dưới đáy hộp như này chị em nhé. Đây ạ, soi trực tiếp vào cái mã vạch dưới đáy hộp, nó sẽ link đến một cái trang web ra đầy đủ thông tin hình ảnh của hộp serum như em quay livestream này. Chai serum huyết thanh truyền trắng 7 ngày với giá niêm yết cao nhất là 500.000 một hộp, sản xuất tại Việt Nam. Và sản phẩm này được kiểm chứng xác thực thông tin từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và phân phối. Vì vậy chị em cứ yên tâm, sản phẩm thuộc công ty Olic Việt Nam. Đấy, nên chị em cứ yên tâm. Và khi nhận hàng, các chị em còn kèm theo một cái thẻ bảo hành chính hãng như thế này nữa để đảm bảo chất lượng cho chị em trong quá trình sử dụng. Đấy, với giá 150.000 một hộp, ngay tại livestream này em tặng kèm theo cho các chị một hộp nữa là hai hộp, chỉ có 150.000. Còn nếu chị em mua 4 hộp, đấy, chỉ có giá là 300.000, miễn phí ship vận chuyển toàn quốc. Tội gì chị em không mua 4 hộp, vừa để dùng dần này, vừa đủ liệu trình này. Đấy, nên chị em cứ yên tâm. 4 hộp các chị em dùng hết 4 hộp, em cam kết với chị em là hết nám này, hết tàn nhang này. Đấy, lỗ chân lông xe khít, da trắng mịn, bật tông sau 7 ngày luôn. Vì vậy nó có sản phẩm có tên là 7 đây. Đấy, serum 7 đây. Đấy, thành phần 100% chị em nhìn đây ạ. Chiết xuất từ dâu tằm và chiết xuất từ cam thảo. Đấy, thành phần 100% từ thiên nhiên. Vì vậy bà bầu sau sinh đang cho con bú sử dụng thoải mái cho em, tức là nó lành tính 100%. Kể cả làn da dễ kích ứng cũng có thể sử dụng cho em mọi người nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại cho em là một hộp, em tặng kèm theo một hộp với giá chỉ 150.000. Mua hai hộp, em tặng kèm theo hai hộp nữa là 4 hộp với giá chỉ có 300.000 và miễn phí ship vận chuyển toàn quốc luôn chị em nhé. Đấy, serum 7 day Olic là huyết thanh truyền trắng kích trắng da sau 7 ngày. Sản phẩm bên em cam kết chính hãng 100%. Nhận hàng các chị em quét mã vạch cho em như thế này. Đấy, có thẻ bảo hành của bên em như thế này thì nhận hàng và thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng 300.000 4 hộp miễn phí ship. Còn mua một hộp em tặng kèm theo cho một hộp nữa là hai hộp với giá 150.000. Đấy, tội gì chị em không mua lấy 4 hộp. Chương trình ưu đãi của chúng em chỉ diễn ra duy nhất trong 2 ngày. Nên chị em phải nhanh tay chia sẻ livestream và đặt hàng để lại số điện thoại cho em mọi người nhé. Chị em nào không mua là cực kỳ là tiếc luôn này. Giá thị trường như em nói với các chị em này, giá thị trường một hộp serum như này có giá là 500.000. Đấy ạ, đúng không ạ? Mà rẻ nhất là bây giờ đang bán cho chị em là 599.000 ba hộp. Nhưng ngay tại livestream này em bán giá bằng giá sỉ luôn là 150.000 một hộp. Mà còn được tặng thèm kèm theo một hộp nữa là chỉ có hai hộp với giá 150.000 thôi. Đấy, ship toàn quốc là 30.000. Còn nếu như lấy hai hộp, em tặng kèm theo hai hộp nữa là các chị em được 4 hộp. 4 hộp serum với giá chỉ có 300.000 thôi, miễn phí ship vận chuyển toàn quốc, cực kỳ là rẻ và ưu đãi luôn. Chị em nào mà không mua ngay dịp này thì cực kỳ tiếc luôn mọi người nhé. Chị em nào có làn da bị nám da, bị tàn nhang, bị đồi mồi, da bị thâm mụn này, lỗ chân lông to này, da không được chạy.